Diễn viên Ngọc Lan khoe hạnh phúc vạn người mơ sau khi kết hôn với Thanh Bình. Dù không lấy chồng đại gia, nhưng kiều nữ Ngọc Lan vẫn có cuộc sống hạnh phúc mà vạn người mơ ước. Cô khiến nhiều người ghen tị khi có một người chồng tuyệt vời. Ngọc Lan viết, chồng tôi là một người đàn ông đáng mơ ước đúng không? Chưa bao giờ anh làm tôi buồn lòng, chưa bao giờ lớn tiếng hay cáu gắt với tôi, chưa bao giờ bỏ vợ con ở nhà một mình để đi nhậu nhẹt với bạn bè. Bởi đừng ai gieo tiếng xấu cho chồng tôi nữa. Trong khi dành lời khen có cánh cho chồng, thì Ngọc Lan lại tự nhận mình quá tệ. Còn tôi thì quá tệ, tệ tới mức không dám nhìn mình trong gương luôn. Sau nhiều lần lận đận tình duyên, Ngọc Lan tiến tới hôn nhân cùng với diễn viên Thanh Bình. Không ghen với quá khứ của Ngọc Lan, mà Thanh Bình nói thương vợ hơn vì cô đã trải qua nhiều lần đổ vỡ. Anh chăm sóc vợ rất chu đáo, nấu ăn ngon, chăm con, bỏ nhậu để có thời gian cho gia đình. Khi vợ không thích ở chung cư, anh đồng ý bán để chuyển sang xây nhà đất. Ngọc Lan, Thanh Bình là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời tư của họ cũng được công chúng quan tâm đặc biệt. Sau khi về chung một nhà, Thanh Bình thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng trên trang cá nhân. Nếu như khoảng thời gian đầu sau hôn nhân, Thanh Bình chiều Ngọc Lan 1, thì đến sau khi kiều nữ sinh em bé, anh chiều vợ đến 10. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Trong những ồn ào mới đây, khi diễn viên Ngọc Lan vi phạm giao thông và có những lời lớn tiếng với cảnh sát giao thông, trước những chỉ trích của cư dân mạng dồn về phía Ngọc Lan, Thanh Bình luôn bảo vệ và động viên vợ trước những lời của dư luận. Cuộc hôn nhân của Ngọc Lan Thanh Bình vô cùng hạnh phúc khi trái ngọt là cậu con trai Louis Nguyễn, chào đời vào tháng 2 năm 2017.